Xin kính chào tất cả các bác. Đánh dã man con ngan. Bộ loa này rất là rẻ tiền các bác nhá. Xin nhấn mạnh các bác là bộ này rất rẻ tiền. Thì đây là một bộ cấu hình, nó chỉ có ngoài 6 triệu đồng các bác. Cụ thể là đôi loa Sansui S919. Đôi loa rất hay, gần vải tầm dầu bát 27 các bác. Bát chuẩn 27cm luôn các bác nhá. Và con này là màng giấy gân vải thẩm dầu chung giấy. Nó con chung của nó khoảng 15 phân các bác. Và con tép của nó bằng tép đôm các bác. Bằng tép đôm. Công suất mỗi một thân thùng là 130W và 8 ohm. Công suất đáng nể luôn các bác. Và đôi loa này cho tiếng bát đánh gọi là bạo lực các bác nhé. Nhấn mạnh luôn, đánh tiếng bát mà trong cái tầm tiền của nó thì khẳng định luôn tiếng bát đánh thổi ra rung ngực luôn. Và lỗ thông ở phía trước, đây là ê căng của nó đẹp như mới. Ê căng đối xứng các bác. Ê căng đối xứng. Đó. Rất là đẹp luôn. Và đôi loa này xin để các bác giá chỉ 5 triệu đồng, 5 triệu đồng tròn các bác. Sansui S919 8 ohm 130W. Chắc chắn là sản xuất tại Made in Japan rồi. Loa nội địa Nhật Bản các bác. Đôi loa Sansui này 5 triệu đồng. Và chiếc âm ly Kenwood đánh với nó là Kenwood 1080 các bác. Con Kenwood này rất là khỏe các bác. Tiếng bát đánh uy lực luôn, đánh 2 câu AB, A cộng B các bác. Đó, 2 câu AB cộng B 4 đến 16 ohm. Con Kenwood này nó thiên về bát thì các bác. Nó đánh bằng MOSFET thì các bác ạ. Đánh 4 con MOSFET sang Ken luôn. Đánh rất là mạnh. Và con âm ly này để các bác giá 1 triệu 8, cả bộ là 6 triệu 8. Các bác thích nghe nhạc trữ tình hay là nhạc liên khúc, nhạc sống kiểu như vậy. Nghe tuyệt vời luôn, các bác để ý tiếng tép của nó các bác nha. Đánh rất hay luôn. Và từ đầu video rồi em còn chưa bật low lớt. Bây giờ em sẽ bật low lớt lên các bác ạ. Em sẽ bật low lớt lên các bác nhé. Đó. Máy quay của em luôn các bác. Một bộ 6.800.000 đồng. Cái căng đẹp xuất sắc luôn. Các bác đeo tai nghe để cảm nhận tiếng bass của nó. Đánh rất gọn và chắc luôn. Sàn nhà các bác ạ, 6.800.000 đồng một bộ cấu hình tuyệt vời các bác. Và em xin nhấn mạnh bộ cấu hình này dành cho những bác nào thích đánh tiếng bát tép, nó đánh sâu đánh đậm các bác nhá. Còn bát tép lung linh đấy các bác. Và cả bộ chỉ 6.800, đôi loa 5 triệu, nghe nhạc sống rất hay các bác. Nhấn mạnh nghe nhạc sống rất là hay luôn. Và bây giờ em sẽ cho nhỏ lại. Đó, em bỏ lâu lướt luôn. Em sẽ mở một bài nhạc trữ tình cậu cho bác nghe thử. Sẽ mở một bài của cô Thanh Tuyền đi. Em bỏ lâu lướt các bác nhá. Bỏ lâu lướt. Rất tuyệt vời quá. Chỉ còn gần em một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là. Các bác để ý tiếng trung âm của chú Chế Linh rất ngọt các bác. Em sẽ quay gần con trung nữa. Người tháp cánh chim về vui vơi. Rất là sắc nét các bác. Để lại thương nhớ cho tiếp đơn côi. Núi đồi lòng lòng chiều mưa nhớ ai. Biển xanh vắng xanh ngồi đi sâu. Và các bác lưu ý em chưa bật low lớt các bác nhá. Em chưa bật low lớt. Để trong giấc mơ hồn em thâm. Em sẽ bật low lớt này các bác. Đó, em bật low lớt, ngay lập tức tiếng bass đánh dữ dội luôn.
rời xa nhau nghìn trùng. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Bắt đầu có nhu cầu lấy đôi loa Sansui S919 giá 5 triệu đồng các bác nhé. Đôi loa rất hay, lỗ thông hơi phía trước bát 27, gân vải tẩm dầu 130W trên một thân thùng luôn, 8 ohm. Với cái trở kháng như vậy thì các bác rất dễ ghép âm ly. Để bằng ghép vào chiếc âm ly Kenwood K1000. Đó. Chiếc âm ly này đánh 2 cầu AB A cộng B 4 đến 16 ohm nha các bác. Công suất âm ly này là 140W các bác nhé. Đủ thì các bác chơi dư giả trên những đôi loa Nhật như vậy. 140W là quá nhiều các bác, quá dư giả rồi, các bác lưu ý giúp em. Và âm ly giá 1.800.000, bát chét lầu lướt đầy đủ, 2 cầu AB A cộng B. Và đôi loa giá 5 triệu, tổng cả bộ là 6.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu lấy sản phẩm nào, lấy cả hai hoặc lấy lẻ từng món cũng được, lấy đôi loa không cũng được mà lấy âm ly không cũng được, thì nhắn tin cho em qua số điện thoại là 098 119 3686 hoặc 0983 662 586. Rồi xin kính chào tất cả các bác, chúc các bác sức khỏe tuyệt vời các bác ạ. Rời xa nhau.